Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Sâu ô môi, tác giả Lê Nguyệt. Nhân tập cuối này, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 4 tập vừa qua. Và ngay sau đây, Khôi xin bắt đầu. Anh Chí mời bà con cô bác tụ tập lại, sau đó trình bày ý muốn của mình. Xin phép chú Tư Nhâm sát ranh Tạp và chú Tư Chẩn sát ranh Anh để được mời địa chính đến đo đất. Đầu tiên, đo đất từ ranh của chú Tư Nhâm với Tạp, sau đó đo từ Tạp với Chí và từ Chí tới chú Tư Chẩn. Chú Tư Nhâm mừng lắm vì chú cũng giống như Chí, bị ông Bảy lớn 1 mét đất, tức muốn cành hông, nhưng cũng ngại nói ra. Vì nghĩ 1 mét chạy dài 70 mét cũng chẳng đáng bao nhiêu, mà vợ chú lại là em gái của ông Bảy nữa, nên nể mặt không dám lên tiếng. Cụ Út Tức năm nay đã 94 tuổi, nhưng còn rất minh mẫn. Cụ chuyên về cô giờ, ngày tháng, cho người ta cất nhà, cưới xin, chôn cất. Cụ là một người xưa cũ nhất xóm, cho nên hễ có ai muốn biết gì về thời thăm căn cố đế thì đến hỏi và xin ý kiến cụ. Sau khi nghe mọi việc xong, cụ phán dạy: "Thôi Tập à, mọi việc dí hòa di quý đi con. Làm lớn chuyện lên á, chỉ tổ mất tình làng nghĩa xóm thôi. Bởi vậy á, tao biết cái chuyện này cha bay trật nát hết hà. Bây giờ á, có mời địa chính tới đo đạc, rồi vuông đất ai nấy rào dậu cho kiên cố, sau đó vui vẻ với nhau để còn nhìn mặt nhau nữa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, bay biết mà." Tạp cũng vội đồng ý sự sắp xếp của Chí. Cụ Tức cười khà khà: "Tao nói á, cái xóm của mình nó được hơn xóm khác là ở cái vụ này. Bà con biết nhường nhịn nhau, chứ không ăn thua đủ từng chút. Vậy coi như xong, ai về nhà nấy tụi bay ơi." Mọi người giải tán, bà Hai và bà Ba nhướng mắt nhìn nhau, rồi lủi thủi theo chân cụ Tức. Cụ vừa bước vào nhà thì hai bà đã nối gót theo sau. Cụ quay lại: "Ủa, hai đứa bay theo tao chi? Vô trong này ngồi đi." Bà Hai cùng bước vào nhà. Cụ kéo ghế, chỉ: "Ngồi đây bay. Hôm nay tới gặp tao hai đứa một lượt, chăng tính chuyện cưới xin cho sắp nhỏ chứ gì?" Bà Hai khép nép. Theo gia giới thì bà kêu cụ Tức bằng bác, nhưng cả xóm lớn nhỏ dù trước đây có xưng hô thế nào với cụ, bây giờ sau tuổi tác cũng đều gọi cụ cả. "Ơi, dạ, không chuyện gì qua được mắt bác. Còn với chị Ba tính kết làm xui gia cho hai đứa nhỏ có đôi có bạn. Hôm nay tới hỏi bác coi, hai tuổi của tụi nó có hợp hôn, rồi chừng coi tiếp ngày giờ cưới hỏi, con biện mâm rượu đến nhờ bác xem giùm." "Trời đất ơi, vậy mà biện mâm rượu, nghe sao khách khí dữ vậy hai. Mà hỏi thiệt, hai đứa nó có đồng ý nhau chưa?" "Dạ, nó cũng ưng bụng rồi bác." "Ưng bụng rồi á, giờ tuổi tốt xấu á, nó đâu còn quan trọng nữa bay. Đâu phải như hồi xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên cha mẹ phải đi coi tuổi." Tụi con biết, nhưng cũng phải coi xem có kỵ gì không. Với lại, con mong bác chỉ bảo thêm ngày nào bỏ rượu, tháng nào đám hỏi đám cưới cho nó tốt. "Vậy chứ, thằng nọ tuổi gì, con kia tuổi gì?" "Dạ, thằng tuổi Hợi, con tuổi Mùi." "Hợi mẹo Mùi, tam hợp, tam hợp, hai tuổi này tốt." Cụ bấm bấm tay tính toán gì đó, rồi phán: "Tháng giêng bỏ rượu nhen bay, bỏ rượu và đám hỏi trong tháng giêng luôn, tháng tư cưới." Hai bà mừng rỡ: "Dạ, vậy cụ cho con ngày giờ tới bỏ rượu nhen cụ." Được, được. Bay để ngày sinh năm đẻ hai đứa nhỏ lợi đây rồi về đi. Tính ra giấy xong, tao nhắn lợi lấy. Không có bày biện gì hết nghe chưa. Còn khỏe giúp được con cháu, tao mừng còn không kịp nữa là quà cáp. "Dạ, cụ ráng mạnh giỏi cho con cháu nhờ. Mấy cặp được cụ coi ngài bỏ rượu á, cặp nào á làm ăn cũng khấm khá hết là nhờ phước của cụ." "Phước gì đâu bay ơi.
tại tụi nó siêng năng giỏi giang nên làm có ăn vậy thôi. Như cụ của tụi bay nè, tao coi hay ai coi á, thì sau này tụi nó cũng khá giả, có cụ ăn cụ để hà. Dạ, cụ nói vậy á, hai chị em con mừng lắm. Trong lúc hai bà má đi qua tham dự buổi tranh chấp của Chí và Tạp, thì hai đứa trẻ ở nhà khó đứng dưới gốc cây mận với tay hái một trái. Thoáng thấy bóng Nhẫn bên rào, anh ngoác lê lệ. Ồ, qua đây, qua đây. Nhẫn không biết chuyện gì cũng lơn tơn đi qua. Dì kêu thấy ớn dạ. Ăn mận đi, chơi tại gốc cho ngon. Cây mận này anh đặt tên cho nó rồi đó nghen. Ê, tên gì? Mận tỷ. Không trên 1 tỷ trái mới lạ. Sời, có đếm hôm mà nói trên 1 tỷ trái. Nhìn là biết, cần gì đếm. Sao mận có trái hoài vậy hen? Đợt này chưa xong ra bông đợt khác nữa rồi. Khó tủm tỉm nhìn Nhẫn cười, nói tỉnh bơ. Ngộ vậy đó. Mận mà được vô phân lén, nó có trái hoài mà ngọt giả man luôn. Ăn thử coi rồi biết. Kiếm chuyện chọc chửi hen. Ngoài con gà y khình ra, còn có một người y khình. Khó cười khửa khửa, tay bẹo má Nhẫn. Nhẫn làm thinh, không chống cự. Được mời, khó làm tới. Hùng miếng nghen. Nhẫn trợn mắt, sụt lùi lại mấy bước chân. Chơi ẩu la làng đó nhen. La làng đi, la cho cả xóm bu lại coi. Hiện giờ đang ở nhóc bên nhà anh Chí đó. Họ bu lại nói, trời ơi, con nhỏ này gần cưới nhau rồi mà hôn một cái cũng không cho, coi ai xấu mặt thì biết. Nhẫn trề môi. Hở răng cái gần cưới, rồi dở đủ trò hết trơn à. Dở trò gì đâu trời, dở trò gì nói coi. Còn hỏi nữa. Anh dở trò gì với em á, thì giờ em dở trò đó lỡ với anh đi. Nhẫn mắt cười, chồng tới giơ tay định đánh khó, nhưng bị anh nắm tay kéo lại lôi vào nhà. Anh xoay người cô vào vách, vòng tay qua ôm lấy cô và thiết tha đặt lên môi cô nụ hôn, như thiêu đốt cả thân hình cô gái trẻ. Khó nhìn Nhẫn, ánh mắt đắm say khiến trong phút chốc cô cảm nhận được cả cuộc đời của mình đã bị chôn chặt vào trong tận cùng của triền mắt ấy vĩnh viễn, không thể thoát ra được. Khi anh cúi xuống cổ, đôi môi sắp lần xuống bộ ngực căng đầy, thì Nhẫn bất chợt xô anh ra. Cô phóng chạy như bay về nhà, chạy thẳng vào phòng, nằm xuống một lúc. Lâu dần nghe trái tim đập đùng đùng, cô không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, mà sao cảm giác rạo rực lạ lùng cứ đeo dai dẳng. Nghĩ lại cảm giác vừa mới trải qua, Nhẫn tự nói với lòng. Bên cạnh ảnh mình thấy vui vậy, sao trước giờ không hề phát hiện ra ta? Để cứ hễ gặp mặt là chửi, là cây cú, cho nên giờ nhớ lại ngại muốn chết. Nếu là vợ chồng rồi, ngày chí tối bên cạnh nhau, chắc cô cũng không hề biết chán. Mà sao lúc này ngộ thiệt nghen, gặp ở đâu cũng đòi hôn hết trơn à. Mà... cô cũng thích chứ bộ. Còn vụ con ma cây mận nữa, phải hỏi cho ra cái vụ này, chứ không thôi về bển ở, lỡ nửa đêm nửa hôm, má có chuyện gì chạy qua chạy lại, thấy nó đứng trơn trơn, thì chăng có nước chết. Nhẫn lồn cồn ngồi dậy khi nghe tiếng bà ba kêu. Cô nhìn thấy má mặt mày hớn hở thì lấy làm lạ. Vụ tranh chấp ranh rắp kết quả sao á mà coi bộ má vui vậy má? Thì đâu cũng vô đó thôi, thỏa thuận xong hết rồi. Tao vui á là vì vụ bay với thằng Tư kìa. Vụ con vụ gì? Má với bà hai đi lợi nhà cụ Tức rồi. Tháng giêng này á bên nhà thằng Tư qua bỏ rượu trình ngày hỏi luôn trong tháng giêng. Tháng Tư đám cưới. Nhẫn mừng rơn trong bụng, nhưng cũng giả vờ ổng ẹo. Trời, gấp dữ vậy má? Gấp gì mà gấp? Tao mong bay có nơi có chỗ cho yên tâm. Má già rồi con, sống nay chết mai, lỡ có bề gì ai lo cho con? Đâu thể nào sống một mình hoài được con. Không phải con không ưng, mà điều mới ưa thằng trẻ đây mà cưới liền còn mắc cỡ lắm má ơi. Bà ba nhìn con gái, cười cười giễu cợt. Một tổ cha bay chứ mắc cỡ. Quen mặt quá xá rồi á, chứ bộ lạ lắm gì sao? Mà nói tao nghe coi, nó có sờ mó gì bay chưa? Sờ mó gì? Má hỏi kỳ vậy má? Mới có hôn 2 lần chứ mấy. Bà ba cười hí hí, làm Nhẫn nghe nhột rên mình. Vậy mà mắc cỡ gì nữa trời? Nhẫn ngồi xích vô má, thẻ thọt.
Má, ảnh nói chừng đám hỏi sẽ quay con heo bự chán mẹ. Bà ba cười nghiêng ngửa. Bự chán mẹ là bay lớn. Ai biết đâu. Má, nhà sát bên rước dâu chắc mắc cười lắm hen. Đàn trai làm lễ, đàn gái đưa dâu chưa ra khỏi nhà luôn. Thì đó, má dụng ý vậy nên mới muốn bay với thằng Tư. Ảnh nói với con á, chừng nữa má nào cũng là má ruột hết á, không phân biệt má em má anh gì ráo. Con nói á, lỡ hai bà má giận nhau, hai đứa mình mệt. Bà ba cảm động, chớp chớp mắt. Cái thằng biết điều à, nói nghe ưng bụng hết biết. Mà con cũng yên tâm đi, con về làm dâu nhà người ta, má có buồn vui gì cũng ráng nhẫn nhịn cho con được sống yên ổn. Nhà nó có tới ba chị em, nhà mình chỉ có một mình con. Ngoài má ra, con đâu còn ai thân thích. Ráng ăn ở sao cho anh chị em đó thương, thì sau này con cũng có một gia đình lớn như người ta. Tự nhiên, vẫn muốn khóc khi nghe má nói vậy. Có buồn vui gì má cũng ráng nhẫn nhịn cho con được sống yên ổn. Tấm lòng của người mẹ luôn là vậy, luôn nghĩ đến con cái và luôn hy sinh cho con. Nhẫn tự hứa với lòng mình, cô sẽ không bao giờ để má phải tủi thân, phải sống oan ức chỉ vì hạnh phúc của cô. Cô có thể không cần chồng, nhưng cô cần má. Ba mươi mấy năm nay không có chồng, cô vẫn vui vẻ hàng ngày với má đó thôi. Nhẫn nũng nịu, nằm gối đầu lên hai chân bà ba đang thòng xuống dán. Má không vui là con thôi chồng liền. Bà ba bụng miệng Nhẫn, nạt. Nói bậy bạ xui xẻo à. Hai mẹ con đang tình cảm với nhau ngon trớn. Bỗng nghe tiếng bà hai réo bà ba qua đánh tứ sát. Bà ba mừng rỡ, lấy cái áo tay dài mới cởi ra máng lên trên móc, lật đật đi liền. Nhẫn dòm theo má mà mắt cười. Rồi đây kiểu ghiền tứ sát này, chắc ngày hai buổi ăn cơm nhà khó không quá. Hổng chừng cũng có ngày gom về một nhà ăn cơm chứ chẳng chơi. Bà ba đi rồi, Nhẫn cũng đứng dậy định nấu cơm sáng, chợt nghe tiếng xe Honda đậu trước cửa nhà. Nhẫn giật mình quay ra, cô kinh ngạc kêu lên. Phấn! Phấn, một chút kem, một chút son, bộ đồ đầm dài bết chân, trông đẹp và quý phái đậu xe lại, dựng chân chóng, cười với Nhẫn một nụ cười rất tươi. Đi đám cưới về, ghé ngang thăm Nhẫn nè, vui không? Vui, vui lắm á Phấn. Vô nhà mình làm nước chanh uống ngang. Thôi khỏi đi Nhẫn, đi đám cưới về mà. No gần chết, không có gì vô nổi đâu. Ngồi nói chuyện hỏi thăm chút chơi thôi. Trong bụng Nhẫn đâm lo, không phải vô cớ mà Phấn ghé nhà cô. Vì ngoài hôm gặp ở nhà khó đến nay, cô hầu như quên bản Phấn. Hôm nay, sao cô ấy không đến nhà khó mà đến nhà cô? Chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi nên tới dàn mạc? Mà không có lý, dàn mạc kiểu gì mà tươi rối hí hửng vậy? Nhẫn kéo ghế mời Phấn ngồi, Phấn cười thoải mái. Cây mận của anh Tư á, trái thấy sợ hén Nhẫn. Ảnh kêu nó bằng cây mận tỷ đó. Ảnh nói nó có hơn tỷ trái. Phấn cười ha ha. Công nhận ảnh nói chuyện vui thiệt nhen. Về nhớ mấy câu nói của ảnh á, mình mắc cười hoài. Nhẫn e dè dò ý. Phấn thích ảnh hả Phấn? Phấn nghiêm túc gật đầu, tim Nhẫn như thốt lại. Trấn tĩnh một lúc, cô ngập ngừng. Hai người có hứa hẹn gì với nhau chưa? Hỏi xong câu hỏi ấy, Nhẫn thấy hồi hộp kỳ lạ trong lòng. Lỡ như Phấn trả lời có, thì cô sẽ ra sao? Không thể có được, hai bà mẹ đã đi xem ngày cưới hỏi rồi, nghĩa là khó đã trình bày rõ ràng với má của ảnh. Hôm nay, nếu như Phấn có ý đồ gì, cô dứt khoát phải giành lấy phần thắng. Bởi vì ngoài tình yêu mình dành cho anh, đó còn là tâm nguyện của má cô hàng mong mỏi. Thấy Nhẫn khẩn trương chờ đợi câu trả lời của mình, Phấn từ tốn nói như tâm sự. Mình định hôm nay sẽ nói tất cả với ảnh, để làm vợ hiền dâu thảo cho ảnh vui lòng. Nhẫn điến trong bụng, cô nhanh nhậu cướp lời. E là không kịp nữa Phấn ơi. Phấn dương cặp mắt đẹp ngó cô lom lom. Tại sao chứ? Nghe nói ảnh đã dự tính ra viên này cưới vợ rồi. Phấn thản thốt. Cưới ở đâu vậy? Sao mình không nghe chị ba của ảnh nói? Nhẫn ngập ngừng, cô lại thấy ngại mở lời. Chuyện này á, chắc Phấn phải trực tiếp đi hỏi ảnh quá.
Ừ, mình sẽ hỏi. Khi mấy bà đang gầy sòng bên nhà, khó bắt nồi cơm lên, ra đứng vu vơ bên gốc mận, nhìn thấy có chiếc xe Honda đậu trước cửa nhà Nhẫn, anh hiếu kỳ đưa mắt ngó sang, thấy hai cô gái đang ngồi trên ghế, nhận ra là Phấn, anh ngạc nhiên nghĩ, ủa, hai con nhỏ này chơi thân với nhau hồi nào vậy ta? Nhỏ Phấn sắc sảo vậy, còn Nhẫn thì thật thà, phụ nữ mới và phụ nữ cũ thì làm sao là bạn thân thiết được? Chà, coi bộ phải qua giải nguy cho con vợ mới được. Nghĩ vậy nên anh giới tay hái mấy chùm mận rồi rề sang nhà Nhẫn. Thấy anh, Nhẫn mừng như bắt được vàng. Ảnh qua kìa. Phấn đỏ mặt, lúng túng đứng lên, khoe nguyên bộ áo váy đẹp và khuôn mặt có trang điểm nhẹ nhàng chào anh. Khó cười, nói tỉnh bơ. Ủa, hai người làm bạn hồi nào vậy ta? Thì từ bữa ở nhà anh đó. Rồi nghỉ chơi với tôi rồi hả? Nghĩ anh sao được, anh là nhân vật chính mà. Em và Nhẫn mới nhắc tới anh, định lát qua thăm bác, với lại có chút chuyện muốn nói với anh. Khó hiểu ý Phấn muốn nói gì, nhưng để tránh cho Nhẫn khó xử, cũng như muốn khẳng định tình yêu của mình dành cho cô, nên anh vui vẻ giờ như vô tình, nói. Ờ, hiểu rồi. Qua gặp anh và Nhẫn để chúc mừng hai đứa anh sắp lấy nhau chứ gì. Cảm ơn em. Ngày đó anh ưu tiên cho Nhẫn mời em để em được làm phù dâu chứ. Không phải chỉ có Phấn ngạc nhiên, mà ngay cả Nhẫn, cô cũng không ngờ Khó lại mạnh dạn nói ra những lời như vậy. Trong khi cô đỏ bừng mặt vì hạnh phúc, thì Phấn mặt mày tái xanh tái xám, vẻ xấu hổ hiện rõ trong ánh mắt cô, chậm chậm nhìn cả hai. Có lẽ cô không biết phải phản ứng ra sao khi đối diện với hoàn cảnh này. Nhưng với bản lĩnh của một cô gái từng sống nơi đô hội, nên cô nhanh chóng trấn tĩnh được mình, thái độ thay đổi tức khắc. Vậy sao? Vậy mà Nhẫn bí mật, xém chút mình bị hố rồi nhen. Thật ra hôm đó em cũng đã nhìn ra, không phải vô cớ mà anh kêu Nhẫn qua nấu nồi cà ri. Nhưng anh cũng tệ lắm à nha. Lẽ ra phải nói sớm cho em thắng lại, không chen vô chuyện của hai người mới đúng chứ. Khó nhìn Phấn, vừa tội nghiệp, vừa thương. Ờ, anh có giấu em đâu. Hôm đó anh cũng trả lời rõ ràng với em rồi. Mẫu người vợ thích hợp với anh không phải là em. Anh không có gì hay ho hết Phấn à. Có được cái nước nói xà mới cho Nhẫn cười thôi. Bây giờ ba đứa mình là bạn của nhau rồi. Anh nghĩ chắc là em sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh chứ hả? Phấn nghênh nghênh mặt. Ừ thôi, nếu không là vậy thì cũng nên là bạn, bởi vì họ đúng là một đôi. Nghĩ vậy, nhưng cô cũng giả vờ chanh chua. Được, chúc phúc, nhưng với điều kiện. Khó và Nhẫn đồng thanh. Ờ, điều kiện gì? Ồ, điều kiện gì nữa? Riêng câu hỏi của Khó có thêm chữ nữa kéo dài, tỏ vẻ bất bình. Phấn cười chống chiếm. Là không được lấy tiền mừng cưới của em đó. Tiền đó để em đi trang điểm làm phù dâu, kiếm một phù rể khác. Và anh cũng nhớ phải lựa phù rể đẹp trai độc thân nghe không? Ba người cùng cười phá lên. Khó trề môi. Ừ, không những không lấy tiền mừng cưới mà tiền trang điểm phù dâu á, anh cũng tặng em luôn. Hôm đó em cùng đi trang điểm với cô dâu của anh, nhưng không được đẹp quá làm chìm vợ anh đó à. Không dám đâu, tại em đẹp hơn cô dâu biết sao vợ. Chưa chắc ở ngang, chưa chắc ai qua cô vợ của tôi à ngang. Nhẫn vừa mắc cỡ vừa thấy hạnh phúc. Ba người ngồi ăn mận nói chuyện vui vẻ một hồi. Phấn xin phép ra về. Trước khi cho xe nổ máy, Phấn nắm tay Nhẫn siết chặt. Mừng cho bạn lấy được người thương mình. Đúng là trời sinh hai người để dành cho nhau. Ngày đó thế nào mình cũng sẽ tới để chung vui với bạn. Nhẫn cảm động. Cô bóp bóp vai Phấn. Họ chia tay trong nỗi bệnh rịnh. Khi quay xe, Phấn cố ngăn những giọt nước mắt sắp sửa lan dài xuống má. Còn lại hai người, Nhẫn cảm thấy lúng túng. Cô trách nhẹ. Nói vậy không tội nghiệp cho Phấn hả? Không nói vậy có tội nghiệp cho em không? Hỏi các cớ. Lúc anh chưa qua, sao em không nói cho anh biết luôn? Ngại muốn chết. Cổ có ý định qua tìm anh để bày tỏ, miệng mồm đâu mà nói. Nó có ý bày tỏ, em để nó bày tỏ luôn hả? Chứ biết sao vợ? Vậy là em không thật tình thương anh rồi. Nhẫn hoảng hồn. Lãng hôn. Chứ gì nữa,
lỡ như anh cầm lòng không đậu á, hứa hẹn với nó rồi em làm sao? Ai biết, không lẽ cầm lòng không đậu hả? Ai biết được. Thiệt tình á, không thấy ai hiền lành tốt bụng như con vợ tôi á, không biết giữ chồng gì hết trơn à. Cũng may á là anh già rồi, chứ nếu còn trẻ mà em dễ dãi vậy á, mất chồng như chơi nhen. Thử coi có thiệt tình hôn vậy mà. Thử gì kỳ vậy? Thử giấy lửa hả? Thiệt khờ à. Bây giờ nói khờ, chừng nữa chửi ngu nè. Nhẫn ụt mặt xuống, khó thấy thương đứng sát lại, vòng tay ôm ngang eo lưng cô. Nói vậy chứ, thương gần chết, ai chửi bậy bạ được. Chừng nữa anh sẽ cho em hạnh phúc tới già luôn. Tới lúc rụng răng móm xỏm á, vẫn còn vui vẻ bên cạnh anh hoài hoài mà không biết chán. Nhẫn không né khỏi vòng ôm, cô cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn trề môi. Giờ thì nói gì không được. Nói được làm được à nhen, người ta là đấng tu mi, mặc quần dài đáy đứng đàng hoàng à. Nhẫn phực ra cười, xô khó ra. Nói gì tầm bậy tầm bạ không à. Hồi nãy anh đã nói với Phấn rồi, anh không có cái gì tốt hết, chỉ được cái nói xàm cho em vui, em cũng làm thinh công nhận rồi mà. Càng ngày càng nói bậy à. Tại vì anh vui, anh hạnh phúc, em biết không? Thời gian gần đây, ra đồng mần gì á, anh cũng tưởng tượng có em đi chung, hưng phấn lắm, muốn lại ôm hôn một cái cho đã, nhưng nhìn quanh quất không có, thấy nhớ quá trời, nên làm cho nhanh, để chạy về gặp em không đó, biết không? Nhẫn chớp chớp mắt, cô nghe trong lòng dâng lên một thứ tình cảm kỳ lạ, mà bây giờ cô xác định rõ đó là tình yêu. Phải, anh là Tư Khó, anh là người khác phái mà cô đã yêu bằng một tình cảm mãnh liệt của con tim ba mươi mấy năm mới biết rung động lần đầu. Nhẫn ngước lên nhìn, mắt anh như dại đi, đắm đuối nhìn trả lại cô. Nhẫn rùng mình, cô biết anh đang muốn gì, nhưng cô sẽ không né tránh nữa. Cô yêu anh mà, có yêu thì sẽ có gia chạm, sao cũng được, nhưng cô nhất quyết gìn giữ sự trinh bạch để dành kỷ niệm cho chồng trong đêm động phòng. Bởi vì cô tin rằng, bất cứ người đàn ông nào, dù rằng tính tình phóng khoáng đến đâu, vẫn luôn mong muốn mình là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của vợ, dù với họ, vợ chưa hẳn là người duy nhất. Khó ngồi xuống ghế, nắm tay Nhẫn kéo xuống để cô ngồi lên chân mình. Anh ôm lấy và hôn cô. Anh hôn bằng tất cả sự say đắm bởi tình yêu mãnh liệt dành cho cô, khiến toàn thân cô bị tê liệt. Và với hơi thở gấp gáp, anh nâng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bộ dáng trước phòng khách. Nụ hôn kéo dài, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh úp mặt vào cổ, rà xuống vòng ngực cô, thì Nhẫn chặn lại. Cô rên rỉ. Đừng anh, để dành... Khó thì thào bên tai cô. Anh không đi quá đà đâu, em đừng lo. Anh tôn trọng và sẽ giữ gìn cho em mà. Yên tâm đi nhen, anh thương. Rồi anh lại tiếp tục, Nhẫn tê điếng người, ngoan ngoãn buông xuôi một cách tin tưởng. Nhưng khi đang lần tay chạm vào bộ ngực no tròn của Nhẫn, Khó bỗng đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh về đây, ở lại một hồi anh không kiềm chế được. Xong, Khó nhanh chân bước vội ra ngoài. Một mình nằm lại, Nhẫn thương quá đỗi. Thương gì anh đã giữ đúng lời hứa, không đi quá đà với cô. Thương gì anh đã công khai giấy phấn về mối tình này. Thương gì cô biết anh yêu cô thật lòng. Và thương gì cô thương anh. Cô giận mình sau từ trước tới nay không nhận ra một ưu điểm nào của anh, mà chỉ toàn là ghét. Nói ra được điều gì khiến anh bẽ mặt là cô khoái, không cần biết cảm giác của anh ra sao. Mà sao cũng ngộ, bị cô chửi bầm bầu như vậy mà cũng cứ đeo theo xàm xàm, không chút tự ái, mới kỳ. Đúng là đẹp trai không bằng dê dai mà. Nhưng ảnh cũng đâu có dê mình hồi nào đâu ta. Nghĩ đến đó, Nhẫn chúng chím cười. Nhớ đến cảm giác tê rần lúc nãy, cô còn thấy lân lân. Mà nếu ảnh không kịp dừng lại, mình có thể để ảnh tới luôn hôn ta. Không đâu, không bao giờ đâu. Được rồi, đâu còn gì mới mẻ trong đêm tân hôn nữa. Mà lỡ như có làm chuyện bậy bạ ngay trên cái bộ dáng giữa này, ai mà vô nhà đột xuất, chăng đổi tám cái quần mới dám ra đường. May quá là may. Thôi đi nấu cơm,
để má về la chết. Mười tháng sau, Nhẫn đang lôi cui làm mấy con cá phi khó vừa chài được trong ao cá tra, khó từ ngoài sân kêu ôm trời. Vợ ơi vợ à, vợ ơi vợ. Đây nè, gì á mà kêu rùng vậy chồng? Nấu canh chua nghen, có me trái với bạc hà nè. Me trái ở đâu vậy, chồng mua hả? Không, xin ở nhà chị Sáu, bạc hà bên nhà má ba đó. Má nói bứng bớt về trồng, nó mọc như rừng ở bển á. Anh nói trồng ở đây đi, con ăn thì qua cát chứ má lo gì. Vài bữa vợ con qua cát bán cho má có tiền đậu chến, má sợi một cái nghen. Bay làm như tao nghèo lắm vậy á. Tao bán vài con gà vừa ăn vừa đánh tứ sát nửa tháng không hết luôn. Mà má ba cũng ngộ hén em, từ hồi gả em cho anh tới giờ á, không bao giờ má ăn cơm của nhà mình một bữa nghen. Sĩ diện với su gia đó chồng ơi, má nói với em hoài, nói gả con rồi á còn qua nhà người ta ăn cơm coi sao được. Vậy má hai ăn cơm ở bển hoài có sao đâu, bữa nào đánh bài ở bển là ăn cơm ở bển đó. Má ba ăn cơm một mình buồn nên nhất định kêu má hai ở lại ăn cho vui. Má hai nể mặt đâu có từ chối được. Anh mong tình bạn của hai bà má luôn luôn tốt như vậy hoài, để tụi mình hạnh phúc viên mãn. Nhẫn cười cười lý khó. Hạnh phúc viên mãn? Nay nói chữ nữa nhen. Chồng em mơ, văn hay chữ tốt à nghen. Mà nói nghe nè. Nhẫn vừa làm cá vừa hỏi. Nói gì? Khó khum đầu sát tai Nhẫn, ra vẻ trịnh trọng. Có bầu chưa? Nhẫn đỏ mặt, thân với nhau như vậy rồi, nhưng mỗi lần Khó nói tới chuyện chung đụng xác thịt, cô đều cảm thấy mắc cỡ. Cô nguyết ngang anh. Vô duyên à, làm như muốn có bầu là có vậy á. Chứ gì nữa, thời buổi bây giờ khoa học tiến bộ, người ta muốn sinh con trai hay con gái còn được, thì muốn có bầu là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ vậy á, anh có bầu đi. Ừ được, anh có bầu rồi chuyển sang bụng em, cho em mang giùm nghen. Em mang, đặng anh còn phải lao động kiếm tiền nuôi vợ sanh chứ. Nhẫn cười ngạt nghẽo, cô ngưng giao lại vì cười. Nói tầm xàm không, giống khùng thế bà nội à. Từ hồi cưới về tới giờ chơi khùng với vô duyên hoài nghen. Khùng mà ngủ chung, khùng mà biết giang mồm trải chiếu. Chứ không phải ai kia kêu cứ tự nhiên như hồi xưa cho vui ha. Hồi xưa mở miệng ra là chửi, chứ cũng có người thương thầm đó nhen. Ờ chết cha, ân hận rồi. Nói chi mấy bí mật này cho người ta, để vợ bị chảnh vậy ta. Ờ thôi á, bỏ qua cái vụ chê khùng chê vô duyên đi. Em tính nói chừng nào có bầu nè. Ngày nào anh cũng theo dõi coi em có tanh đôn tanh cá gì không, mà sao cứ thấy ăn ì ì hoài à, phát rầu. Trời, vô duyên nữa. Ghét, không thèm nói cho nghe một chuyện. Khó xích xác lại, dụ khỉ. Ờ chuyện gì á, nói nghe đi. Có hai vợ chồng á mà rào trước đón sau chi vậy hôn? Không nói. Nói đi, tối chở đi ăn vú dê nướng. Thôi thôi, bữa ăn vú dê nướng ngán rồi. Để mua thịt bò về muối ớt, nướng ăn với kẻ bẹ xanh còn có nghĩa hơn. Vú dê sực sực hai bà má chê, thịt bò nướng chín 70% là hai bà mê. Vậy đi lần trước uống sinh tố mãn cầu sầu riêng hen. Món mới đó, em dùng thử mê chết luôn. Năn nỉ anh chở đi mỗi đêm cho coi. Nhẫn tủm tỉm. Khuyến mãi thêm ly chè cô năm nữa hen, vậy mới có thể suy nghĩ lại. Được. Mà ăn gì dữ vậy trời? Ai đang ốm nghén mà bá đạo vậy? Nói ốm nghén hồi nào? Chỉ là từ hôm cưới về, hôm tháng 4 tới tháng 6 có kinh một lần, tới nay không thấy nữa thôi. Khó đứng bật dậy, trợn tròn mắt. Trời ơi! Này tháng 10 rồi đó, có bầu 3-4 tháng rồi. Nhẫn hết hồn, đưa tay lên môi, ra dấu nói khẽ. Đừng la sùm, hai má nghe, biết có phải không? Khó mặt mày hớn hở, xà sát xuống cạnh cô. Ô, ngừng tay đi, anh chở em đi khám liền. Thôi, mắc cỡ lắm, để mời em cắt bạc hà của má ba với lá dứa, nhà đam của mình đi chợ bán, rồi mua que thử thai coi sao cái đã. Trời đất ơi, mấy tháng rồi mà không chịu nói ra. Chờ nó nhúc nhích mới biết hả? Tội nghiệp con anh, mọi người chờ đợi nó từng ngày em không biết ha.
có thấy gì thay đổi trong mình trong mấy đâu. Ừ hen, giờ mới chợt nhớ ra, mấy tháng nay, đêm nào anh cũng bận việc, mà không thấy em bị nghẽn mạch hồi nào hết trơn à. Nhẫn đánh bốp vô lưng khó. Mắc dịch, vô duyên à. Kệ, vô bao nhiêu duyên cũng không sợ. Thôi để đó đi, chúc anh làm cho, rửa tay đi. Bậy không à, còn vài con nữa mần luôn á chứ để gì. Con y khình của anh á, nó hổn quá trời. Mần cá không cẩn thận, nó tha chạy á, rượt theo không kịp luôn. Bởi vậy mới y khình. Lẹ lên đi, vô hôn cái. Trời, ngày nào cũng hôn á, mà rắp gì dữ vậy. Ờ, muốn hôn hoài á, hôn chục 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 hoài luôn, như là bắn AK vậy đó. Y khình. Khó cười khở khở, đứng dậy lại cây ớt quá chừng là trái, hái một nắm, xòe tay cho Nhẫn xem. Lá khô ớt, để nguyên nắm ớt này vô nghen. Cá có mùi ớt cay cay chứ, nếu cay quá, má ăn không được. Ớt gì ở trái chích chích không? Anh xin giống tuốt tuốt bên sóng kia đó. Mỗi dạ cơm á, cắn một cái, nó cay bùng trong họng rồi hết, thiệt đã à. Người ta hỏi mua cho chim ăn hoài, mà hái lâu quá nên anh không thèm gầy giống ra. Để dạy cây ăn chơi vậy hà. Sời, cái gì của anh cũng khác hơn người ta. Mận thì làm dưa hấu ăn cơm, ớt thì cây bùng trong họng một cái rồi thôi. Nhẫn vừa rửa cá, vừa cười chăm chọc chồng. Khó cất nắm ớt vô chén, rồi đứng nấp vào cánh cửa. Khi Nhẫn vừa dẹp xong rổ cá, anh bất ngờ nhấc bổng cô lên, la hét trong sự vui mừng tột đỉnh. Vợ tôi có bầu rồi. Có bầu rồi. Tôi sắp được làm cha rồi bà con ơi. Nhẫn thất kinh, bụng miệng chồng. Trời ơi, nói gì vậy chồng? Biết phải vậy không? Lỡ hai má nghe mà không có, sẽ buồn lắm đó. Khó la lớn hơn. Ờ, má ơi, vợ con có bầu rồi nè má. Nhẫn thúc thủ, bà hai từ ngoài sân đi riết vô. Gì, có bầu rồi hả con? Trời, chưa biết má ơi, mới nói mấy tháng nay không có kinh, cái ảnh la vậy đó. Con có kinh đều không? Dạ trước giờ đúng ngày lắm. Vậy có bầu thiệt rồi. Nhưng con đâu có thấy ốm nghén gì đâu, con vẫn ăn uống ào ào đó thôi. Đâu phải ai có bầu cũng ốm nghén con, hồi má bầu thằng Khó chớ có biết ốm nghén hồi nào. Tới chừng bụng bự nghe nhúc nhích mới đi khám thì cái thai nó 5 tháng rồi. Thôi, để cơm nước má nấu, kêu nó chở con đi khám cho yên tâm. Khoan má ơi, để con đi mua que thử thai về coi sao đã. Que thử thai á, sao bằng bác sĩ con? Để tao qua cho bà ngoại nó hay, rồi tính. Nói xong, bà tre rẹt đi qua nhà bà ba liền. Nhẫn quýt Khó. Chết chưa? Lỡ chậm kinh á, hai bà thất vọng, anh mang tội đó. Chưa gì á, mà bà ngoại bà nội rồi, ngạc mình ghê à. Có mà. Không có rồi sao? Thì kiếm tiếp. Mắc dịch. Mắc gì cũng được, thay đồ đi, anh chở đi liền. Thôi, hay là anh chở ra mua que thử thai đi. Để anh tự đi mua cũng được. Đàn ông mua, người ta cười chết à. Cười gì mà cười. Vì gia đình, làm gì anh cũng không ngại. Mình có phạm pháp đâu mà em lo. Người ta còn bảo anh làm người chồng gương mẫu, dám đi mua que thử thai cho vợ nữa à. Thôi ở nhà nghe, anh đi mua liền đây. Khó nói xong, chưa kịp để vợ phản ứng, đã vội vã dắt xe ra ngoài nổ máy giọt đi, thì hai bà má đã có mặt. Bà hai hỏi. Nó đi đâu vậy con? Ảnh rắp đi mua que thử thai đó má. Rắp là phải rồi, 40 tuổi mới có đứa con đầu lòng mà, phải không chị? Khác với bà hai, bà ba nghe tin con gái có thai, vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô sắp được làm mẹ, có người nối dõi cho nhà chồng, cũng như củng cố được vị trí của mình trong gia đình. Lo gì Nhẫn cũng lớn tuổi, lại là sinh con so. Mặc dù y học ngày nay rất tiến bộ, nhưng sản phụ cao tuổi luôn khó sanh đẻ hơn thiếu nữ dưới 30. Bà gian giái ông chồng quá cố của mình phù hộ độ trì cho con gái được mang thai suôn sẻ, sanh đẻ mẹ tròn con vuông, thì tuổi già của bà sẽ được an ủi khi thấy đứa con duy nhất của mình hạnh phúc bên chồng con. Nhận thấy đôi mắt má nhìn cô với trăm mối ngổn ngang, bất chợt nghe nao lòng. Cô nghĩ chắc má sợ nhà chồng mừng hột thì cô sẽ lâm vào cảnh khó xử.
Từ sau ngày đám cưới, ngoài việc về ngủ ở nhà chồng ra, thì sinh hoạt của cô vẫn bình thường như trước. Cô vẫn trồng trọt, nuôi heo nuôi gà bên nhà mình và tiền thu nhập chia hai với má. Có khác là khi cô làm gì thì cũng có chồng phụ, nên công việc nhanh hơn và chuyện nhà cũ khó cô cũng đảm đang. Má chồng cũng dễ dãi giao toàn quyền cho vợ chồng cô. Mỗi tháng khó chu cấp cho bà vài triệu tiêu vặt, và anh hai cũng gửi tiền về cho má hàng tháng. Ba người con của bà ai cũng hiếu thảo với mẹ, và có vẻ rất xem trọng vợ chồng cô. Nhận thấy hạnh phúc trọn vẹn, riêng đối với cô, khó càng lúc càng âu yếm hơn, tình cảm chỉ có thêm chứ không bớt. Ngoài những khi đi công việc, thì anh luôn có mặt ở nhà hữu hỷ với cô, không để cô phải một mình. Vài hôm lại chở đi ăn món này món kia, đúng như lời đã hứa trước khi cưới. Ba người đàn bà cứ nhìn ra cửa ngóng đợi khó, bà hai cằn nhằn. Thằng ma này hôm nay đi đâu lâu dữ vậy ha? Bà ba bên con rể. Tại chị nóng ruột nên thấy lâu, chứ đây chạy ra chợ cũng xa mà chị. Ừ, chắc tại tôi nóng ruột. Giải vàng cho nó có thai, nấu đồ chè ăn mừng. Bận này hai bà già mình hùn tiền tự nấu nhan chị. Bắt con cái nó lo hoài cũng tội nghiệp. Sao mà nấu chè, không làm bữa tiệc mặn á? Thôi, mình vui mà sát sinh gì chị. Để đầy tháng thôi nôi làm lớn mời chồng xóm luôn. À, chị tính vậy cũng phải. Vậy mình nấu chè gì? Mà lỡ như nó chậm kinh thì sao chị? Thì mình cũng nấu, giá cho nó mau đậu thai. Hễ có bầu thì nấu chè trôi nước, không có thì nấu chè đậu hén chị. Nghe hai bà má tính mà Nhẫn phát rầu hết biết. Ân hận hồi nãy nói ra chi với khó, giờ đổ bể tùm lum. Nghĩ tức mình ông chồng nhiều chuyện một cái ta ơi. Nghe tiếng xe của khó, bà hai đứng bật dậy. Nói gì kìa? Tim Nhẫn đập ì đùng trong lòng ngực. Cô thấy tức thở, cảm giác lo sợ như một đứa trẻ có học lực trung bình yếu đang đứng chờ nghe sướng tên kết quả của cuộc thi tốt nghiệp. Khó mặt mày hớn hở dựng xe ngoài sân bước vào nhà, tay cầm một chùm hộp que thử thai, cười tươi rói với hai bà má rồi đưa cho Nhẫn. Nhẫn nhìn thấy ba cái liền la lên. Trời, thứ quỷ này mua chi cả đống vậy? Thử một lần không có thì thôi chứ gì. Sai, cô bán thuốc nói với anh độ chính xác của que thử thai là vào buổi sáng Long vừa ngủ dậy chưa ăn uống gì. Sáng giờ em đã ăn tùm lum thứ hết trơn thì chỉ có 50% trở lại thôi, nên anh mua thêm hai cái nữa dự phòng. Cổ còn nói với anh muốn biết rõ ràng thì nên đi khám bác sĩ sản khoa xem thai bao nhiêu tháng, mạnh yếu ra sao để có phương án bồi dưỡng ngay lúc này nữa. Bây giờ dù muốn dù không em cũng phải theo anh đi bác sĩ thôi, tranh thủ buổi trưa đi khám ngoài giờ. Thôi chiều đi anh, không ấy để sớm mơi thử que đã. Không được, nôn quá trời rồi. Biết vậy không nói à? Nói rồi ráng chịu, thay độ đi. Hai bà má cũng lên tiếng. Thôi, nghe lời nói đi con. Cơm canh để má nấu cho, đi khám coi kết quả ra sao cho nó mừng. Nhẫn bị triệt buộc, cô làm bầm giấy khó, rồi cũng ngoan ngoãn vào trong thay đồ, theo anh đi khám bác sĩ tư, bỏ bữa cơm trưa lại cho má chồng nấu. Trên đường đi, ngồi sau lưng ôm lấy anh, cô than. Rầu ghê nơi vậy đó. Lỡ không có thai, hai má thất vọng cho coi. Tại anh đó, đàn ông mà mau miệng quá trời à. Anh nói rồi mừ, nhiều chuyện dữ lắm. Biết cái gì là phải la làng lên cho mọi người cùng biết. Nhẫn hứ một cái, đánh vào lưng chồng. Mặc dù anh nói vậy, chứ cô biết rõ anh là một người tốt bụng. Chuyện vui huyên thuyên kể cho mọi người nghe để chia sẻ, còn chuyện buồn thì lại giữ kín trong lòng một mình gánh chịu. Như chuyện vì sao mà anh ly dị vợ, mặc cho người ta đàm tiếu, anh chưa bao giờ giải thích ngay cả với cô. Và để tránh cho anh sự bẻ bàn, cô cũng chưa một lần nào nhắc tới. Khó biết Nhẫn đang lo lắng nên kiếm chuyện chọc ghẹo cho cô quên. Mắc cười quá. Mắc cười gì? Nhớ cái đêm động phòng á, mắc cười hoài. Nữa, kiếm chuyện nữa nhen. Nhớ hồi vô mộng á, cho người ta hôn, tới khi người ta xông lên, không cho ấy nghen. Thôi, vô duyên quá nhen. Bị người ta dụ,
mới vừa lâm trận, chợt la làng hết thân. Chết anh ơi, chết chết rồi, tét, 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 tét cái gì rồi kìa. Nhẫn đấm ình ình vào lưng Khó. Thôi im nha. Khó giả nai. Mà tét cái gì vậy em? Mệt quá nha, chọc hoài không chán hả? Nhớ lại thường muốn chết, chán gì mà chán. Khó cười xong, nói đàng hoàng lại. Nếu em không có mang á, thì hai đứa về nhà liền ăn cơm với canh chua cà phê. Còn nếu như có, thì tấp vô lần trước mua 4 ly sinh tố về đãi hai bà má hen. Không có, anh buồn không? Buồn chứ, nhưng không sao hết. Thua keo này ta bày keo khác, có hay chưa có, anh đều thương em vậy thôi. Nhẫn cảm động, cô tin rằng anh nói thật lòng. Khó đưa cô đến phòng khám của bác sĩ Ngọc. Sau gần 1 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng Nhẫn bước ra khỏi phòng khám, mặt sáng trưng như một thiên thần. Môi cô mím chặt, vẫn không giấu nổi nụ cười tràn ra tới đôi mắt. Nhìn thái độ của Nhẫn, Khó mừng rơn trong bụng. Anh muốn chạy đến nhấc bổng lấy cô đưa lên trời. Anh mím môi, mở lớn mắt nhìn vợ, chờ cô trả lời. Nhẫn cười cười lắc đầu. Ôi, con vợ thật thà, sao qua khỏi đôi mắt anh? Phải trừng trị nó mới được. Anh quay trở vô, định bước vô phòng khám. Nhẫn hốt hoảng nắm tay kéo lại. Đi đâu vậy? Vô hỏi bác sĩ. Hỏi gì trời? Hỏi làm cách nào để vợ có thai nhanh nhất. Y khình, có thai rồi. Khó không ngăn được nụ cười, anh khở khở ngay trước đám đông. Nghe giọng cười của anh, ai nấy đều ngoái ra nhìn và cũng cười theo. Khó đưa tay nựng cằm vợ. Thấy cái mặt hí hửng là biết rồi, bày đặt nói dốc. Hay để anh vô hỏi bác sĩ coi, từ nay phải nuôi vợ bầu ra sao, cho đứa nhỏ thông minh xinh đẹp nè. Thôi thôi, về giùm em một cái đi. Về cho hai má mừng, đang hồi hộp chờ mình ở nhà đó. Ghé lần trước chứ. Không lần trước chỗ cũ gì hết. Giờ muốn về hà? Tuân lệnh vợ bầu. Mà bác sĩ có nói bầu mấy tháng hôn? Gần 18 tuần rồi, hơn 4 tháng á. Ui, vậy biết trai gái rồi. Chưa, qua 5 tháng mới siêu âm biết được. Thôi về, vừa đi vừa nói anh ơi. Khó lật đật quay xe trở ra, chở vợ về. Trên đường về, anh khoái chí hét rùng trời mấy câu, rồi nắm tay vợ siết chặt. Cảm ơn em, hôm nay là ngày anh vui nhất sau đám cưới của mình. Nhẫn rụt rè dò ý. Chồng thích con trai hay con gái? Miễn con em sinh cho anh thì trai hay gái anh đều cưng cả. Là con mà phân biệt trai gái gì em? Con gái hay trai, mình cũng đều cho chúng học hành tới nơi tới chốn. Sau này cuộc sống của nó không phải lao động vất vả như vợ chồng mình. Mà nói nghe nè, sinh liên tiếp vài đứa cho nó có chị có em. Nữa chúng đừng bọc nhau, chứ hai đứa mình cũng lớn tuổi rồi. Lỡ có bề gì để nó một mình cô độc trên đời, tội nghiệp nhen. Thì em có kế hoạch gì đâu, tới đâu tới, chưa biết sao vợ. Anh phải nỗ lực bồi bổ mới được. Quỷ sứ, nói một hồi cái nói bậy hà. Hai vợ chồng nói chuyện suốt, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Nghe tiếng xe, hai bà má túa ra. Chưa kịp lên tiếng, Khó đã bài hải. Nấu chè trôi nước đi, nấu chè trôi nước đi. 4 tháng rưỡi rồi, nửa tháng nữa siêu âm biết trai hay gái luôn. Hai má mừng quýnh nhìn nhau, nhận thấy mắt má mình như ngân ngấn nước. Má chồng thì nở nụ cười hết cỡ. Không phải bà chưa có cháu nội, nhưng bà thương Khó nhất nhà và anh là người trực tiếp phụng dưỡng bà, nên bà rất muốn anh được sống vui vẻ hạnh phúc, con đàn cháu đóng. Dọn cơm lên, bà hai nhất quyết kéo bà ba ở lại ăn cơm cho bằng được. Vì sáng giờ mắc lo vụ của Nhẫn, bà ba có về nhà đâu mà ăn cơm. Lại trong lung Khó đưa vợ đi khám thai, hai bà cùng nhau lo cơm nước. Bà ba nể mặt xui gia nên cũng ở lại cùng cả nhà dùng cơm. Xong, hai bà bỏ đó cho vợ chồng Khó thu dọn, rồi dẫn nhau đi ra quán mua đồ về nấu chè như lời gian dái.
khó cưng vợ. Khi hai má đi rồi, anh không cho Nhẫn làm gì, ngồi đó nhìn anh dọn dẹp. Nhẫn mắc cười, gạt chồng qua một bên. Kỳ quá anh ơi, bác sĩ nói thai em mạnh lắm, là do em làm việc xóc giác. Người như em mà ngồi yên sao được, anh đừng làm em hư chứ. Ờ vậy cũng được, nhưng nếu có chuyện gì cần anh làm giùm, nhớ nói nghe. Nhớ mà. Từ lúc biết Nhẫn mang thai, không khí gia đình nhộn nhịp hẳn lên. Khó lúc nào cũng tranh thủ xoa xoa bụng vợ. Và khi anh phát hiện bụng cô thường xuyên nhúc nhích thì coi mọi khoái chí dữ tợn. Anh nói chuyện lăng xăng với đứa bé trong bụng, làm cho Nhẫn vừa thấy hạnh phúc vừa buồn cười. Hai bà má cũng vậy, tranh nhau chăm sóc cô. Được cái Nhẫn không bị ốm nghén, không bị thai hành, cô vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, cũng theo anh ra vòng trồng tỉa, ngồi chồm hổm làm cỏ, cũng cho gà vịt heo cuối ăn, dẫn cơm nước mỗi ngày, dù má chồng hay dành phần thế. Má cô cứ căn dặn cẩn thận vì đây là con so. Cho đến khi được hơn 5 tháng, siêu âm ra đứa con trai thì niềm nở dở hòa trong gia đình. Vợ chồng anh hai và chị ba hay tin cũng về chúc mừng, còn mua quá chừng trái cây đồ ăn bồi dưỡng cho thai phụ. Thai được 7 tháng, bỗng một hôm, Nhẫn đau bụng dữ dội làm cả nhà thất kinh. Khó tức tốc chở vợ đến bệnh viện. Ngồi sau xe, Nhẫn cứ cựa quậy không lúc nào yên. Khó an ủi cô, trấn an, động viên và nắm chặt tay vợ như truyền thêm cho cô sức mạnh. Đến bệnh viện, anh không gửi xe mà chạy thẳng vào phòng cấp cứu mới ngừng xe và bồng cô sọc vào. Các bác sĩ vội vàng đón bệnh nhân đặt vào băng ca và đưa vào phòng thăm khám. Ngồi ngoài phòng chờ, Khó đứng lên ngồi xuống, lo lắng không yên. Có lúc lại nghĩ, mất đứa bé cũng không sao, miễn là vẫn còn có Nhẫn, rồi tự mình gạt phăng ý nghĩ đó. Không, phải an toàn hết cho cả hai mẹ con. Một lát sau, bác sĩ ra, nói với anh là không sao. Do cô ăn nhầm món gì đó không tiêu hóa được, nên đã ói ra hết. Bác sĩ cũng cho thuốc để cô xúc ruột, giờ tạm thời yên ổn. Kêu anh đi mua cho cô một tô cháo lỏng để ăn cho hồi phục sức. Thai nhi và mẹ cũng đã được an toàn. Khó mừng quá, anh nhất nhất nghe theo lời bác sĩ, mua cháo vào, thấy Nhẫn nằm đó, anh thương đứt ruột. Nhìn quanh quẩn không có ai, anh nhẹ nhàng hôn vào trán cô. Tội nghiệp vợ anh quá trời. Nhẫn mệt mỏi nhìn chồng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Khó múc từng muỗng cháo đút cho vợ, với tất cả sự triều mến vốn có. Chiều hôm đó, anh chở vợ về nhà. Hai bà má sau khi biết được nguyên nhân cơn đau bụng của Nhẫn thì hết hồn hết vía. Bà này đổ cho bà kia là tại chị cho nó ăn cái này, chị cho nó ăn cái kia. Không ai nhịn ai, cuối cùng hai bà khóc ôm lên. Bà hai giận dỗi bỏ ra nhà sau, còn bà ba ngoan ngoãn đi về nhà mình, mặc cho hai đứa con năn nỉ hết lời. Hai ngày, bà ba không thèm qua nhà bà hai cũng nghỉ chơi tứ sát và cũng không thèm qua nhà bà ba. Vợ chồng Khó khó xử hết biết, bèn bàn nhau phải giảng hòa. Vậy là Nhẫn đi gặp má mình, còn Khó gặp má anh. Khi Khó vừa mở lời thì bà hai đốt liền. Tao biết rồi mày ơi! Ngó thấy Khó có vẻ hụt hẫng, bà dịu giọng. Má biết rồi, thôi để má tính cho. Thật ra mấy hôm nay, bà cũng cảm thấy khó chịu trong bụng lắm. Bà đã quen với sự có mặt của bà bạn già này mấy mươi năm. Hồi nào hai bà cũng kè kè sát cánh với nhau, chưa một lần mít lòng chuyện lớn chuyện nhỏ gì. Rồi lại cùng nhau ao ước làm su gia, cho thân càng thêm thân. Ai dè làm su gia chưa có bao lâu, lại vì cái chuyện cỏn con này mà sinh ra giận hờn lãng nhách, tới độ hai ba ngày chẳng thấy mặt nhau, liệu có đáng không? Mà bà là mẹ chồng cũng phải biết thông cảm cho mẹ ruột của con dâu chứ. Bà thương nó một thì bà ba thương nó tới 10. Con người ta rứt ruột đẻ ra mà. Bà ba cũng tội nghiệp lắm rồi, đang yên đang lành cứ đi chơi dễ là có cơm ăn, mọi việc sau trước một mình con gái lo. Giờ bà ba tặng điều đó cho bà, để mỗi ngày dù bận bịu mấy cũng tranh thủ lo cơm nước cho mình.
bà ba có cho nhẫn ăn thứ gì cũng chỉ như bà thôi. Là muốn tốt cho con mà bà nỡ lòng nào nói những câu cay cú làm đau lòng người mẹ. Nếu là bà cũng giận, đừng nói chi bà ba. Mà cái sự giận hờn này không đơn giản là chỉ hai bà buồn thôi, mà ảnh hưởng tới hai đứa con nữa. Bậc làm cha mẹ, nỡ lòng nào để con trẻ gì mình mà lo trước lo sau. Bà quyết định rồi, hôm nay dù khó không mở lời, bà cũng qua nhà bà ba mà xin lỗi, để được làm hòa. Vì thiệt tình á, bà cũng nhớ bà ba, nhớ mấy con bài tứ sắc lắm rồi. Ở bên nhà bà ba, Nhẫn cũng gặp phản ứng của má ruột, y chang dư khó gặp má mình. Nhưng bà ba không suy nghĩ trong lòng mà nói ra với con gái. Má biết rồi, là do chỉ nóng ruột nên mới nói những lời đó. Mà má cũng bậy, cũng không nhịn chỉ một câu. Suy cho cùng á, thì hai má đều muốn tốt cho con. Nhưng trước giờ, má và má chồng con không hề có xích mích gì. Con yên tâm về đi, để má qua chịu lỗi với chỉ cho con được sống vui vẻ. Chỉ cũng hiền, cũng biết phải quấy, chăng không mắc lỗi má đâu. Nhẫn thương má mình quá đỗi, cô nhớ mình đã từng tuyên bố sẽ không để má phải chịu ấm ức trong lòng và cô sẽ làm được bằng mọi giá. Nhẫn về tới nhà, chưa kịp kể cho khó nghe thì thấy bà hai lụi đụi đi qua nhà bà ba. Ở bên kia, bà ba cũng vừa ra khỏi rào. Hai bà gặp nhau trước cổng, không biết nói gì, rồi cặp tay đi vào nhà bà ba. Buổi trưa hôm đó, bà ba về bưng tô cà phê nấu ngót qua, hai bà ăn cơm với nhau. Buổi chiều thì có một sòng bài tứ sắc ở nhà bà ba cho tới tối mệt. Vậy là hai bà xui đã huề nhau rồi. Họ huề vì tình thân trước giờ, vì quá hiểu rõ nhau, và nhất là vì hai đứa con yêu của họ. Tối lại, vợ chồng khó nằm nhát và nói lén hai bà má cười khúc khích. Nhẫn sực nhớ đến vụ con ma cây mận, bèn ngồi bật dậy. Lâu nay quên hỏi một vụ, con ma mận là sao dạ? Ma là ma chứ sao ha, hỏi kỳ. Ai mà tin, làm gì có ma, anh giỡn trò gì á, mau nói. Trò gì mà trò, ma làm sao bắt chước được á mà giỡn trò. Không nói phải không? Được, kể từ mai á em về bên nhà ngủ luôn, ở đây sợ ma. Trời, dốc nhen, ở mấy tháng trời, giờ mới nói sợ ma. Mấy tháng nay quên, giờ nhớ rồi. Khó cười khửa khửa, rồi ngồi dậy, đứng lên mở tủ, lấy cái mồng trắng một nóc ra, thồn vô mồng cái mền nhỏ, rồi xếp theo chiều dài cái mồng. Lấy dây gân cột ngăn ra đầu mền và chân, thì do mồng rủ xuống, nên khi bay lên, Nhẫn nhìn không thấy đụng đất. Anh móc qua móc lại như thế nào mà Nhẫn không theo dõi kịp. Đến khi anh treo nó lên xà nhà, tắt hết đèn, Nhẫn hồn vía lên mây. Dẫu biết là do bàn tay của khó phù thủy tạo ra, Nhẫn hết hồn hết vía. Con ma có đầy đủ đầu mình tay chân, đang phất phơ trước mặt cô. Nhẫn ôm lấy chồng, run sợ thật sự. Trời, nửa đêm nửa hôm mà thấy vậy chắc chết. Anh nghĩ sao mà chơi kỳ vậy? Rồi làm sao mà cho nó bay tới bay lui, chui vô nhà luôn được? Anh cột đầu nó vô cái rộng rọc, kéo dù dù tới đâu nữa à? Đừng nói vô nhà. Chơi kỳ quá. Thôi, mở đèn giải quyết nó đi anh ơi. Bị ám ảnh ngủ không được luôn giờ. Thì phải buông anh ra, anh mới mở đèn được chứ. Ôm cứng ngắc vậy làm sao nhúc nhích. Mười lăm tháng sau, thằng Hiền chắp tay sau đích, lẩm đẩm đi theo ba nó, nhất cử nhất động y chang khó. Hai bà nội ngoại ngồi ngay thềm ba, cười ngất ngơ với bộ điệu của thằng bé. Nó nói chuyện chưa rành lắm, nhưng đã đi giỏi. Hễ chỗ nào có mặt khó là đều có nó, trừ những khi anh ra đồng. Khó đặt tên cho con là Hiền, vì nói mình khó thì con sẽ hiền, và phải hiền cho dễ dạy. Anh cưng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời, đi đâu cũng chở theo. Ngoài những khi vắng vẻ vì công việc, thì lúc nào bé Hiền cũng đeo dính lấy ba. Chính vì vậy mà hai bà nội ngoại cũng không có cơ hội dành để mà giận hờn. Nhưng từ sâu vụ giận đó, hai bà càng ngày càng thân, chưa từng xảy ra tiếng bất tiếng chì. Thật là một gia đình hạnh phúc tuyệt vời. Nhẫn lại mang thai đứa con thứ hai được 3 tháng.
khi thằng Hiền thôi nôi là mẹ nó có thai em nó 2 tháng rồi. Khó còn chọc quê vợ. Trơn đít cho đẻ hoài. Nhẫn đã quen với lối nói chuyện của anh, nên lúc nào cô cũng thấy vui, càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Cô cũng không bận biểu mấy với bé Hiền vì ba của nó lo hết, từ miếng ăn giấc ngủ, thậm chí cả việc tắm rửa cho nó. Mà mắc cười lắm nhen, khi từ nhà bà nội sang nhà bà ngoại, nó nhõng nhẽo đòi mẹ ẵm, thì ba nó xách lưng áo của nó lên rồi đi, chơi kỳ cục vậy mà nó khoái chí cười hát hát. Trưa nóng nực, ba nó lột sạch quần áo nó ra, thả lên võng đưa dù dù, nó cười khửa khửa y chang ba, một lúc rồi lim dim đi vào giấc ngủ ngon lành, khó nói với Nhẫn. 3 tuổi á, nó hát nhạc phà phà cho em coi nghe. Khi Nhẫn siêu âm bào thai trong bụng là con gái, thì lúc đó cô đã cảm nhận được mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần đời vì được chồng yêu. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.